Cầm miếng này lạnh này, hơi nóng à. Em là bao nhiêu tuổi hả Tạm? Dạ 24 chị. 24 à? Nhà em có sản phẩm gì để dưỡng da hay là trị mụn gì không em? Dạ nha, không xài chị. Rồi, có xài sữa rửa mặt không? Dạ không luôn. Bấm Ủa nãy chị Mai có lấy tế bào gốc không bây giờ yên?
Da em nó nhờn quá trời này ta. Nhờn quá trời nhờn. Dạ nó bị dâu chị. Ừ. Cái nhờn. Nhờn quá trời cho nên mụn nó tích tụ trong lỗ chân lông. Mà hồi xưa đến giờ chắc bị mụn nhiều lắm nè. Da bị rõ trời. Nên chị mai em lấy tới bà gõ hỏi à?
Nghe sát sát vào đây chị kì. Gió tay ha. Ủa trời. Em ở đây là ở đường nào hả Tạm? Ở bên chợ câu quan chúng chị. Yeah. Không chị chơi nha. Dạ anh chị nha. Em đang đi làm ha, đi học ha Tổng. Dạ đi làm chị. Ừ, đi làm ha.
Bé nhỏ làm cái gì chị? Bị u mềm hả vậy? Mẹ tối giờ cũng nằm chạy với mẹ, mẹ chạy gì đâu mà sao vậy? Chạy thẳng hoài con thấy quẹo nha. Mẹ cũng thấy sao. Bác sĩ có nạo ra không chị? Có lấy cái đồ, cái cây gì thấy nặng ra. Mà sao giờ cũng làm được mấy tháng rồi, giờ tiếp tục đi đi bác sĩ da liễu hai lần đó. Bị... Có thể ủ tê hay tim tê cho cháu? Chích cái kem gì á, kem tê. À, kem tê thôi á. Có khóc không? Thôi, bác sĩ cũng sợ luôn. Tại vì da liễu ở đông mà kiểu như là leo lên im nhẹ nhàng hết nó nín tâm là